Xin chào quý vị và các bạn, những khán giả thân yêu của chương trình Chia sẻ những mẫu nhà đẹp cùng Kisato. Ngày hôm nay thì Phương Nga cùng với ekip của mình quay trở lại với xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Thì chúng tôi đến thăm nhà của anh Tiệp ạ. Và tôi đang được đứng trong không gian của ngôi nhà nhà anh đây. Đây là một mẫu biệt thự 2 tầng mái Nhật. Thì ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo chân tôi để khám phá xem công trình này có những gì đặc biệt nhé. Công trình này thì các kiến trúc sư của chúng tôi đã phát triển cho ngôi nhà là một hệ sảnh chính và có một lối đi phụ có chiều rộng khoảng hơn 1 mét, nằm ở phía bên cạnh ngôi nhà giáp với lại tường bao. Và ngôi nhà này thì được nằm trên một thửa đất có tổng diện tích hơn 200 m². Và xung quanh thì gia chủ đã thiết kế hệ thống tường rào chất liệu là bằng sắt và đồng nhất với lại chất liệu cổng của ngôi nhà là sắt nghệ thuật, rất là đẹp và tinh tế. Và phần hai hệ cột thì đã được sơn giả đá khá là ấn tượng. Và công trình này thì có kích thước tổng quan là phần chiều ngang 10,8 m, sâu không tính sảnh là khoảng 11,28 m. Và phần cột trụ ở phần sảnh chính này thì được thiết kế hình vuông. Và phần chính giữa thì đã được trang trí nhấn nhá bằng việc là gia chủ đã ốp đá. Và phần chân cột thì cũng được ốp đá để tôn lên cái sự sang trọng của ngôi nhà này. Và bên cạnh đó thì ở hai bên thì cũng có được thiết kế thêm phần hệ cột giả. Và chính giữa thì cũng được trang trí là ốp đá. Bên trên ngôi nhà này, nếu ngắm nhìn từ trên cao thì quý vị có thể thấy là khá là nổi bật nhờ cái hệ mái Nhật ạ. Đã được các kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế với cái phong cách thiết kế này thì ngôi nhà rất là hiện lên, rất là sang trọng theo cái hơi hướng khá là nổi bật. Đây là một công trình khá là nổi bật ở cái khu vực địa phương này. Và phần trên tầng 2 thì đã được có cái chi tiết hệ lam trang trí che chắn cửa phần khu vực sân phơi ở phía bên trên. Quý vị có thể thấy phần hệ lam này là đã được sơn giả gỗ. Và phần sơn, màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này gia chủ sử dụng là tông màu trắng. Và phía dưới hệ mái Nhật thì được sơn giả đá màu xanh lam, màu xanh ngọc. Cũng là một cái chi tiết nhấn nhá thêm cho công trình này. Và ở phía bên trên, quý vị có thể thấy ở tầng 2, ở phía dưới cửa sổ thì đã được bố trí thiết kế thêm phần bồn hoa được ốp gạch thẻ rất là sạch sẽ để gia chủ có thể trang trí thêm, đưa thêm cái màu sắc của hoa lá vào cho công trình của mình. Và từ cốt sân lên tới cốt nền nhà thì chúng tôi đã bố trí là 3 bậc đi lên. Toàn bộ phần bậc này thì đã được gia chủ ốp đá granite rất là sang trọng. Và sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng di chuyển vào phía bên trong để khám phá chi tiết hơn phần công năng mặt bằng mà chúng tôi đã bố trí và sắp xếp cho ngôi nhà này. Hiện tại thì tôi đang được đứng ở không gian sảnh chính của ngôi nhà này. Diện tích của phần không gian sảnh này thì khoảng 7 m² ạ. Và phần cửa chính thì gia chủ đã sử dụng giải pháp chất liệu là từ gỗ lim Nam Phi rất là chắc chắn. Xin mời quý vị hãy cùng tiến vào phía bên trong. Từ cửa chính bước vào, chúng ta sẽ tham quan không gian phòng khách của công trình này. Tổng diện tích của không gian phòng khách này khoảng 24 m². Và tại đây thì quý vị có thể thấy là gia chủ đã đặt một bộ ghế gỗ ngồi tiếp khách, chất liệu là gỗ mun đuôi công, nhìn khá là lạ mắt và cũng rất là sang trọng. Phía đối diện thì là phần tủ kết hợp với giữa chức năng là vừa là để tivi, vừa là để tủ rượu của anh và cũng là một cái phần ngăn cách giữa không gian phòng khách với lại không gian ở phía đằng sau, chất liệu là từ gỗ gõ đỏ. Phần trần nhà ở trên của phòng khách thì đã được anh thiết kế theo phong cách là trần thạch cao giật cấp. Và ở chính giữa được đặt một chiếc quạt trần kết hợp hai chức năng, vừa là để làm mát vừa là đèn trang trí, cũng khá là ấn tượng và thông minh. Đây là một cái giải pháp khá là thông minh. Và bên xung quanh thì đã được ốp hệ đèn downlight âm trần. Ở phía bên cạnh phòng khách thì chúng tôi cũng đã bố trí một ô cửa sổ để lấy sáng và không khí để đảm bảo cho không gian phòng khách này luôn luôn được thông thoáng và đầy đủ ánh sáng ạ. Từ cửa chính rẽ tay phải thì chúng ta sẽ tiến vào không gian phòng thờ của công trình này. Thì tại đây quý vị có thể thấy là bàn thờ đã được anh Tiệp đặt các bác thợ chạm khắc rất là tinh xảo và chất liệu của nó là từ gỗ gụm. Và bàn thờ thì được đặt hướng theo hướng phù hợp cho phong thủy của gia chủ. Diện tích của không gian này thì rơi vào khoảng
9m2 ạ. Và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng khám phá không gian bếp nằm ở phía đằng sau không gian phòng khách của ngôi nhà này. Và đây là không gian bếp của nhà anh có diện tích khoảng 20m2. Tại đây thì giải pháp tủ bếp thì anh đã sử dụng giải pháp là chất liệu từ gỗ công nghiệp ạ. Và phía bên trên bề mặt thì đã được ốp đá granite tối màu rất là sạch sẽ. Và từ phòng bếp này thì bước ra phía bên ngoài có một ô cửa mở ra lối đi phụ ở phía bên cạnh ngôi nhà. Và ở phía bên tay trái Vương Ai đây thì là không gian phòng ngủ, một phòng ngủ nhỏ được bố trí và sắp xếp tại tầng 1. Không gian phòng ngủ này thì có diện tích rơi vào khoảng gần 10m2 và cũng có một ô cửa sổ nhỏ chúng tôi thì bố trí và sắp xếp ở phía bên cạnh để lấy ánh sáng và không khí. Chưa hết đâu ạ, ở tầng 1 chúng tôi còn bố trí thêm được cho anh một phòng ngủ nữa nằm ở cạnh cầu thang. Thì đây chính là không gian phòng ngủ đó. Không gian phòng ngủ này thì có diện tích lớn hơn phòng ngủ khi nãy, rơi vào khoảng 15m2 ạ. Và cũng có một ô cửa sổ ở phía bên cạnh để lấy ánh sáng và không khí. Và công trình phụ tại tầng 1 thì đã được chúng tôi đặt lui về phía cuối này, ngay cạnh phòng bếp. Đây là phần không gian công trình phụ sử dụng chung cho tất cả các thành viên ở tầng 1, có diện tích rất là rộng thưa quý vị, kết hợp hai công năng. Và cửa nhà vệ sinh thì đã được anh sử dụng giải pháp là cửa nhôm kính để chống nước. Xin mời quý vị hãy cùng di chuyển lên tầng 2 để khám phá chi tiết thêm cái phần công năng mặt bằng chúng tôi đã bố trí ở tầng 2 như thế nào. Thưa quý vị, chất liệu mà gia chủ sử dụng ở tay cầm cầu thang và phần mặt bậc cầu thang thì anh đã sử dụng chất liệu là gỗ gõ đỏ. Và tiến lên trên không gian tầng 2 này, quý vị có thể thấy là toàn bộ phần sàn ở tầng 2 gia chủ đã sử dụng giải pháp chất liệu là từ gỗ công nghiệp, rất là sang trọng và sạch sẽ và giúp cho chúng ta có một cái cảm giác ấm áp hơn vào mùa đông. Anh có chia sẻ với chúng tôi như vậy. Và đây là không gian sảnh sinh hoạt chung của gia đình nhà anh trên tầng 2, có diện tích vào khoảng 16m2. Tại đây thì chúng ta có thể hình dung như đây là một cái không gian phòng khách thứ hai ở trên tầng 2 của ngôi nhà mình vậy. Và ngoài ra thì tại không gian tầng 2 này, các kiến trúc sư của chúng tôi đã bố trí và sắp xếp cho công trình bao gồm là 3 phòng ngủ. Và đây chính là không gian phòng ngủ lớn nhất ở trên tầng 2 này dành cho hai vợ chồng anh Tiệp sử dụng. Phòng ngủ này thì có diện tích rơi vào khoảng 25m2 và có một ô cửa sổ chúng tôi đã bố trí ở phía bên cạnh này để lấy ánh sáng và không khí ạ. Nằm đối diện các phòng ngủ lớn này thì là một căn phòng ngủ khác. Nó nằm thẳng căn phòng ngủ ở dưới tầng 1 và diện tích của nó cũng tương tự là khoảng 15m2 và có một ô cửa sổ chúng tôi bố trí ở phía bên cạnh. Ngoài ra thì vẫn còn một căn phòng ngủ nhỏ nhất ở trên tầng 2 này nằm cạnh khu vực cầu thang thì hiện tại vẫn chưa có người sử dụng. Và trong tương lai thì sẽ dự kiến là căn phòng này sẽ anh bố trí để cho khách khứa đến thăm công trình có thể ở lại căn phòng này. Và căn phòng này thì có diện tích nhỏ nhất rơi vào khoảng 10 cho tới 11m2 và cũng có một hai ô cửa sổ chúng tôi đã bố trí và sắp xếp để lấy ánh sáng và không khí. Và từ không gian sảnh sinh hoạt chung này thì chúng ta sẽ có phần cửa mở ra phần sảnh sân phơi ở phía bên ngoài, mà khu vực bên trên là hệ lam mà Phương Ai đã giới thiệu tới quý vị ở phía đầu đoạn video clip ạ. Và không thể thiếu đó chính là không gian nhà vệ sinh sử dụng chung cho tất cả các thành viên. Và từ phần gạch bước sang phần để máy giặt và nhà vệ sinh của công trình này thì gia chủ đã thay đổi chất liệu, đó là từ phần gỗ đổi thành chất liệu gạch giả gỗ để đảm bảo là ở tại đây thì chúng ta hay có nước văng ra thì sẽ không bị ảnh hưởng tới phần mặt sàn. Thì tại đây thì gia chủ đã để máy giặt này. Và phía bên cạnh là không gian nhà vệ sinh có diện tích tương tự như nhà vệ sinh ở dưới tầng 1. Và như vậy là vừa rồi Phương Nga đã chia sẻ chi tiết với quý vị về phần không gian ngoại thất cũng như là phần công năng mặt bằng ở phía bên trong ngôi nhà và các cái chất liệu nội thất mà gia chủ đã sử dụng. Với cái chi phí của ngôi nhà biệt thự 2 tầng mái Nhật của nhà anh Tiệp, anh có chia sẻ với chúng tôi là 1,6 tỷ không kể nội thất, với thời gian thi công là khoảng 6 tháng. Thì nếu như mà quý vị cũng cảm thấy ưng ý với cái mẫu biệt thự như thế này và với mức
chi phí như vậy cảm thấy là phù hợp thì có thể liên hệ tới Kisato chúng tôi theo số hotline đã được đính kèm ở phía dưới video clip này để nhận về cho mình những sự hỗ trợ tư vấn và báo giá chi tiết để có thể có một kế hoạch cụ thể hơn cho ngôi nhà mơ ước tương lai của quý vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip khác chia sẻ những mẫu nhà đẹp sau.